Chào cô chú anh chị xem kênh của em nha. Kênh thì cũng đạt sắp xỉ 20.000 người đăng ký rồi mọi người. Thì nói chung là cũng cảm ơn cô chú anh chị là quan tâm ủng hộ trong suốt cái thời gian qua. Thì khi mà làm công việc bất cứ việc gì thì mình cũng chỉ cố gắng, nên là cố gắng thật nhiều để mình cung cấp được những cái hàng mà khách hàng cần, có nhu cầu, những khách hàng cần cái máy móc thiết bị nào mà để cho giúp ích cho công việc của mình hoặc là trong cái gia đình cuộc sống của mình. Thì bên em là chuyên cung cấp về các mặt hàng bãi nha mọi người. Bãi thì hàng hóa thì em cũng đóng để gửi cho anh em. Thì trong video này á, thì cái hình thức giao dịch ấy, thì em cũng nói rất là nhiều rồi, nhưng mà tại vì khi mà cái lượng hàng hóa nó về nhiều á, thì em đăng 1-2 phút rồi á, thì em không có nói, em không có nhắc đến. Nhưng mà anh em cô chú mà mua hàng thì cố gắng tìm hiểu và theo dõi cái kênh của em đi rồi mua hàng, mình đừng có nôn nóng gì cả, mình tìm hiểu rồi mình cảm thấy ưng có mình mua. Và cái hình thức giao dịch ở bên em á thì không có ship thu hộ hay là đặt cọc, mà khách hàng mua phải thanh toán hết tiền hàng thì bên em mới gửi hàng. Còn nếu như mình chưa tin tưởng thì mình có thể nhờ người quen ở thành phố Hồ Chí Minh nhận hàng giùm rồi trả tiền, hoặc là mình nhờ vào những cái nhà xe gần nhà mình, nhà xe khách, xe tải gì đó nó gần nhà mình mà nó đi tới thành phố Hồ Chí Minh này, thì cho em số nhà xe, thì mình cứ gửi tiền cho họ, thì em sẽ giao ra cái nhà xe đấy, em thu tiền. Trong vòng bán kính 5 km ấy, thì chỗ em ở ấy, là em sẽ bao ship. Còn nếu mà xa quá 5 km ấy, thì mọi người phải trả thêm tiền xe ôm nha mọi người. Có những cái đơn hàng mà em đi gửi luôn á thì không có tốn tiền, còn công việc nhiều quá thì phải có xe ôm, nên là phải trả tiền xe ôm nha mọi người. Thì ở trong video này em có một con sới Honda, hàng này hàng VIP nha, hàng nghệ nha, FS300H, hôm trước em cũng có bán một con rồi. Này máy là máy giặt nha mọi người, chứ không phải máy đê. Giặt nó nằm chỗ đây này. Đó, cái tay giặt này, máy không cứng giật êm nha. FF300H. Thì cái con này là nó sới, nó là sới trước nha. Nó sới trước và nó có đảo chiều nha mọi người. Nghĩa là xoay đảo chiều. Thì cái bánh trước này này, là nó có tác dụng là nó sẽ có thể để cho cái gầm nó cao lên hoặc là để nó gầm thấp xuống khi mình sới, muốn sới cạn hay là sới sâu quá mọi người. Con này thì vệ sinh ra rất đẹp nha, bôi sang chung lóc này vệ sinh ra cực đẹp. Cái này là em chưa có xịt gì luôn, hàng nó mua về luôn, mua về. Này đeo cái nắp gió nó đeo mung luôn nha mọi người. Đây công suất công suất của nó gần 3 ngựa nha, đẹp lắm. Con này như mới luôn mọi người. Nè cái tay gầm này để nó hướng dẫn để cầm để bớt nha, đủ nha mọi người, có đủ công tắc, đủ có đủ nha. Đó. Tại vì khi chở về ấy, thì mình tháo cái tay này lắp vô 2 con ốc này, để mình tháo cái tay để cho nó gọn, nó không bị gãy bị cong á. Khi em gửi hàng em còn phải tháo ra. Đó. Tháo rồi em mới chọc lại cho nó gọn. Số đây lóc nè mọi người, lóc zin hết nha, chưa có mở một con ốc gì hết nha mọi người. Cái này mà vệ sinh ra màu trắng đâu đẹp lắm. Chăm nhớt ở đây nha. Cái con này ấy thì khi mà mọi người muốn tạo luống á thì nó rất là khỏe nha,
cái luống mà luống rau rồi, khi mà đất mình xới nhuyễn rồi đó, mình tạo luống rất ngon. Thì cái con này ấy thì mọi người make in Japan này nha, Honda Moto. Thực chất ấy, những con thế này ấy, nó sẽ có một cái bộ đúng không? Một cái bộ cản, một cái bộ cản nó lắp phía sau này, để có tác dụng gì không? Để khi mà nó cần thiết ấy, nó sẽ lắp thêm cái tạc luống á mọi người, cái tạc dạt luống hai bên này. Thì anh em có nhu cầu mua cái đó thì mình mua, mình gắn vô, gắn vô cái cụm lốc này. Gắn vô cái cụm lốc đấy thì mình sẽ có gắn được cái lưỡi tạc luống ha, lưỡi cây ấy, lưỡi tạc luống hai bên đó mọi người. Này thì chọc đồ lăn êm nha mọi người nha. Đó. Con này thì chưa có dọn nha mọi người. Đó. Con này thì giá nó tầm giá nó dưới 6 triệu nha. Đó. Anh em nào có nhu cầu thì em báo giá cụ thể, em chỉ báo giá khoảng chừng ước chừng cho mọi người hiểu thôi. Dưới 6 triệu. Đó.